Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thuộc loại 8 game. Các bạn mình phá tự game đầu tiên nha. Subway Surfer, let's go. Ok. Let's go. Oh my god, đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang điều thứ hai. Xin quét hồ đồ.
Bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ ba. Dispatch 2. Thank you.
456, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ tư. Dispatch one. Let's go. Tiếp tục đi thẳng bên trong. Oh my God. Wow. Không hiểu sao ông ta lại biết rõ mình quay ngược lại được. Tài thật. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ năm, Scary Teacher vào đây. Let's go.
ice looks frozen over. Let's check. Perfect! It's going to be a good skating session. Let's go, back on. OK, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. SCB 096 Modest Play. Let's go. Attention, the object 96 has escaped. I repeat, the object 96 escaped. All personnel to the rendezvous point immediately. All exits from the fifth level was closed. Please, everyone who remained at the same level, keep calm and wait for help. Con đấy lại đứng ở đây rất là nhanh luôn. Rồi OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Wow.
con quái vật. Tiêu diệt luôn. Ok. Hình dáng rất là kinh khủng. Đi bằng 4 chân và có 4 chiếc sừng. Wow. Rồi, tiếp tục đi sâu bên trong. Кажется, придется прыгать. Chúa rồi. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Slender Rising Free. Ok, và ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi truy tìm tất cả là 8 tờ giấy. Ok. Và tờ đầu tiên. Chỗ này không đi được rồi. Đi này đi. What? Slenderman. Không biết mình đi được này không. Ok. Gần đây xem có gì không. Đi xung quanh và tìm kiếm tất cả là 8 tờ giấy là các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi nơi này. Ok, rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.